Sau buổi livestream công khai sao kê 18.107 trang cho số tiền hơn 177 tỷ đồng trong tài khoản từ thiện miền Trung, Thủy Tiên tiếp tục có chia sẻ mới về hoạt động từ thiện của mình. Thủy Tiên cho biết sau 3 tháng kể từ khi kết thúc đợt từ thiện, trong tài khoản kêu gọi đóng góp của cô còn hơn 4 triệu tiền lãi. Ban đầu, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh dự định để dành lại số tiền trên cho những đợt từ thiện sau. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, khi việc làm từ thiện vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, Thủy Tiên bày tỏ, sau chuyến đi vừa rồi, Tiên nhận ra mình vẫn còn nhiều thiếu sót nên Tiên sẽ không kêu gọi từ thiện nữa. Xin phép Mạnh Thường Quân cho Tiên chuyển số tiền này đến Mặt trận Tổ quốc. Thời gian tới, chắc chắn Tiên vẫn sẽ tiếp tục thực hiện thiện nguyện, nhưng sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa, mà chỉ thực hiện với tư cách cá nhân như từ trước đến nay. Trên mạng xã hội, buổi livestream mang sao kê ra trước công chúng đang nhận nhiều tranh luận. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng để minh bạch tài chính thì cần phải có sự tham gia của cơ quan kiểm toán. Trả lời Tuổi Trẻ Online, Công Vinh cho biết, kiểm toán nhà nước thì đây có ngân hàng rồi. Chúng tôi đã liên hệ một đơn vị kiểm toán nhưng họ chỉ kiểm toán cho công ty, chứ không cho cá nhân. Chúng tôi gọi rồi chứ không phải không gọi. Không có luật nào cho kiểm toán cho cá nhân cả. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Vũ Tuấn, luật sư đại diện của Thủy Tiên, Công Vinh cho biết sẽ gửi văn bản tố cáo một số cá nhân, tổ chức nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho Thủy Tiên, Công Vinh. Trong phạm vi cho phép, sẽ cung cấp tối đa các thông tin công chúng mong chờ, tuy nhiên cũng có những thông tin mà chỉ có cơ quan điều tra mới được biết. Là tổng số tiền trong 3 tháng từ thiện. Sau 3 tháng từ thiện là tổng số tiền ở trong tài khoản là 4.464.000. Tại sao lại có số